Ly kỳ chuyện người phụ nữ Việt Nam có con mắt thứ ba khiến Nhật Bản mong muốn chi tiền để được nghiên cứu. Người được nhắc đến trong câu chuyện chính là bà Hoàng Thị Thiêm, sinh năm 1970 tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, được mọi người biết đến với biệt danh Thiêm Ba Mắt. Từ khi còn đi học, bà đã thể hiện là người thông minh hơn đám bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, bà phát hiện mình có con mắt thứ ba trong một lần rất tình cờ. Đó là vào năm 2003, gia đình bà Thiêm chuyển vào Hòa Bình sinh sống. Theo lời bà kể, vào một ngày nọ, tôi bỗng thấy trong người rất khó chịu, tay chân bủng rủng, cầm gì cũng có cảm giác không thật. Có lúc cầm dao bên tay này chặt vào tay kia mà không thể hiểu nổi. Một hôm tôi ra nhà anh họ bên chồng ở Hà Nội ăn dỗ, anh ấy thấy tôi có nhiều biểu hiện lạ, sức khỏe yếu nên đã giới thiệu tôi đến học bộ môn năng lượng sinh học, ngồi thiền nâng cao sức khỏe. Buổi đầu tiên thầy giáo nói mở luân xa cho tôi, yêu cầu chúng tôi nhắm mắt ngồi thiền. Sau đó thầy hỏi rằng, khi nhắm mắt mọi người có nhìn thấy gì không? Người thì bảo thấy ngôi sao, người bảo toàn màu đen, riêng tôi không nhìn giống mọi người. Tôi vẫn thấy thầy đứng đó trước mặt mình, sợ nói ra không ai tin nên tôi không nói. Đến buổi học thứ ba, tôi mới dám nói cho cả lớp. Khi ngồi thiền, tôi nhìn thấy thầy giáo và tất cả mọi người. Mặt tôi phừng phừng nói nếu mọi người không tin bịt mắt tôi lại, mang sách vở tôi vẫn đọc cho mà xem. Lúc này cả lớp nhốn nháo chưa tin đó là sự thật. Một nhóm đem sách vở đến, nhóm kia tìm khăn bịt kín mít hai hốc mắt của bà Thiêm lại. Nhưng kỳ lạ thay, bà vẫn đọc được vanh vách không sai một chữ. Bà Thiêm bảo khả năng này của bà không phải lúc đó mới có, mà có từ nhỏ. Chỉ có điều ngày nhỏ bà nghĩ ai cũng giống mình nên không nói ra. Từ khi biết khả năng của bà, đi đến đâu mọi người cũng vây quanh lấy khăn bịt mắt. Thậm chí họ lấy cả băng dính, quấn một vòng quanh mắt để thử nghiệm. Sau một lần lên sóng truyền hình trong chương trình Chuyện lạ Việt Nam, nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu chú ý đến bà, trong đó có đài truyền hình NHK của Nhật Bản. Họ đã tiếp cận và mời bà sang Nhật Bản để khảo nghiệm. Họ bảo trước khi quyết định mời bà, họ đi tìm kiếm nhiều quốc gia mà chưa tìm được người ưng ý. Bà là người duy nhất được họ lựa chọn để khảo nghiệm. Bà Thiêm cho biết ban đầu họ đưa bà vào bệnh viện hiện đại, kiểm tra tổng quát sức khỏe. Họ kiểm nghiệm, đo đạc rất tỉ mỉ các bộ phận trên cơ thể, rồi so sánh các chỉ số đó với người bình thường. Trên cơ thể bà chằng chịt các loại dây điện. Lúc đầu bà cũng lo lắng hồi hộp, nhưng thông qua phiên dịch viên giải thích quy trình kiểm nghiệm, bà Thiêm cũng yên tâm. Trong các bộ phận trên cơ thể bà Thiêm, các chuyên gia Nhật Bản chú ý hơn cả là đôi mắt. Họ tiến hành đo đạc kích thước đôi mắt, độ dày võng mạc, xem có giống người bình thường hay không. Khi khảo nghiệm, họ mời tôi lên sân khấu dưới sự chứng kiến của các nhà khoa học, đội ngũ y tế. Khi khảo nghiệm, họ bôi lên một thứ bột dẻo để bịt kín đôi mắt của bà Thiêm lại. Người bình thường bôi lớp bột đó vào mắt còn chẳng mở được ra, chưa nói là đọc được sách. Nhưng lạ kỳ thay, bà Thiêm vẫn có thể đọc sách vanh vách, đi lại trong phòng bình thường, khiến tất cả những người ở trường quay kinh ngạc và gọi bà là siêu nhân. Sau khi vượt qua tất cả các bài thử nghiệm, các nhà khoa học nơi đây mời bà Thiêm ở lại để nghiên cứu. Họ hứa sẽ chu cấp lương thưởng hàng tháng cho cả gia đình bà sinh sống. Nhưng bà đã từ chối bởi không thích mình là vật thí nghiệm cho việc nghiên cứu. Bà Thiêm cho biết, từ ngày bà phát lộ con mắt thứ ba, cơ thể bà có nhiều thay đổi, bà như lột xác thành người khác. Bà từng mắc chứng nói lắp nhiều năm, tìm nhiều cách chữa không khỏi. Nhưng khi con mắt thứ ba của bà xuất hiện, tự nhiên căn bệnh này biến mất. Tuy nhiên, sức khỏe của bà không được khỏe mạnh như trước, cứ trái gió trở trời, bà lại đau ốm, đặc biệt là khi cởi giày dép ra, bà không thể đi lại bình thường được. Những năm gần đây xuất hiện tin đồn cho rằng bà Thiêm chỉ là lừa đảo sau khi xem một video vạch trần chiêu trò của một nhóm người Hàn Quốc. Tuy nhiên, qua xác minh, đây chỉ là một video câu view của một YouTuber và người phụ nữ trong video đó cũng không phải là bà Hoàng Thị Thiêm. Thật không thể ngờ là ở tại Việt Nam cũng tồn tại những người có siêu năng lực đặc biệt như vậy. Quả là một điều đáng tự hào phải không nào? Nếu bạn biết có bạn bè người thân nào có năng lực đặc biệt, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới cho Tình Bà Phúc Bí Ẩn biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Bà Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Bà Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.